Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 43 của bộ truyện Danh Kiếm Phong Lưu của tác giả Cổ Long. Các bạn hãy like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để mà cập nhật những video truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì vào lúc này, Dô Bội Ngọc nằm mộng cũng chẳng nghĩ là Ngư Toàn nặng tự ái hơn trẻ con, bắt buộc chàng phải hoành kiếm gãy chống đỡ hai quyền đó. Ngư Toàn đinh ninh là Dô Bội Ngọc không tránh nổi hai quyền của y. Ngờ đâu chàng vừa hoành kiếm nghênh đón quyền phong của y, y bỗng cảm thấy kiếm khí phát danh liên miên, trong thoáng mắt bao bọc quanh người y, kiếm khí từ từ dồn ép vào, bàn tay y cố vùng ra, song làm sao vượt khỏi vầng kiếm khí, thành thử y phải rụt tay về. Thân hình như bị nhốt trong vầng kiếm khí đó, chẳng làm sao vùng vẫy nổi. Y phóng mình định lao vút lên không, mũi kiếm kết ngang qua vai, bắt buộc y phải dùng mình xuống. Vừa dùng xuống bên dưới, mũi kiếm lại đâm thốc lên. Y đảo qua tả, mũi kiếm chặn y lại. Y chẳng quay hữu, mũi kiếm lại chọn ngăn. Y lúng túng, chẳng biết phải làm sao thoát khỏi vầng kiếm khí. Tuy không bị thương, song quần áo đã bị mũi kiếm rạch mấy đường. Ất Côn Nhân bật cười ha hả nói: "Bây giờ đủ thấy chỗ huyền diệu chưa?" Ngư Toản biến sắc mặt, thoạt xanh thoạt trắng, bỗng y đứng lên, vòng tay hướng ngay Dô Bội Ngọc nói: "Tài hạ chịu phục rồi, kiếm pháp của các hạ cao diệu phi thường, tài của các hạ trên tài hạ mấy bậc." Ất Côn cười giòn: "Khá đó, ngươi còn biết phục thiệp, kể ra cũng chưa mất hẳn nhân tính." Ngư Toản tiếp: "Thực sự thì tài hạ có nghe trên giang hồ nói có một vị thiếu niên đồng tên với vị công tử Du Minh Chủ, không đầy 3 tháng mà có những hành động long trời lở đất, chấn dội khắp giang hồ." Du Bội Ngọc mỉm cười: "Tin tức chuyển đi trên giang hồ kể ra cũng không chậm lắm." Ngư Toàn lại tiếp: "Nghe nói vị nhân huynh Du Bội Ngọc đó võ công rất cao, tính tình lại hòa nhã, hành động rất cẩn thận." Ất Côn xì một tiếng: "Đã là phong lưu đệ nhất kiếm khách thì còn hòa nhã làm sao được? Nếu muốn được hai tiếng đệ nhất thì phải có giao đấu, mà giao đấu thì sao còn hòa nhã? Một con người có tranh thắng nhất định không hòa nhã được." Dô Bội Ngọc cười nhẹ: "Rất có thể như vậy lắm." Ất Côn lại xì một tiếng: "Tuy ngươi khá về kiếm pháp, song chưa phải là đối thủ của ta." Dô Bội Ngọc điềm nhiên: "Đúng vậy, trong vòng 300 chiêu, tuy tài hạ không bại, song rất khó thủ thắng." Ất Côn hừ một tiếng: "Không thủ thắng tất nhiên là bại, ngươi phải bại trong vòng 300 chiêu là cái chắc. Nhưng đã là người cẩn thận, sao ngươi dám động thủ với ta?" Dù Bội Ngọc mỉm cười: "Mỗi cá nhân đều có biến đổi, tài hạ hôm nay không còn là tài hạ của ngày hôm qua, và ngày mai tài hạ sẽ là một người khác." Ất Côn trố mắt: "Tại sao ngươi muốn biến đổi?" Dù Bội Ngọc thản nhiên: "Vì tài hạ muốn nổi danh." Ất Côn cau mày: "Con người sợ nổi danh như béo sợ mập, ngươi chưa nghe anh nói đến câu đó sao? Ngươi càng nổi danh, thiên hạ càng tìm đến ngươi nhiều, ngươi càng chết gấp, có lợi gì đâu mà ngươi muốn nổi danh?" Dô Bội Ngọc cười lớn: "Tại hạ muốn người ta tìm tại hạ." Ất Côn lắc đầu: "Ta thành thật khuyên ngươi, hãy trở về nhà đi, an phận sống qua ngày. Ta thấy ngươi cũng là con người đáng mến, nên không nỡ sát hại ngươi." Dô Bội Ngọc trầm giọng: "Các hạ trao chiếc dương cho tại hạ xin đi ngay." Ất Côn trố mắt: "Ngươi biết vật gì đó không?" Dô Bội Ngọc lắc đầu: "Không." Ất Côn trố mắt: "Không biết là vật gì thì có muốn lấy để làm gì?" Dô Bội Ngọc điềm nhiên: "Chẳng để làm gì cả." Ất Côn giật mình: "Không để làm gì thì lấy làm gì chứ?" Dô Bội Ngọc cười nhẹ: "Các vị muốn lấy, tại sao tại hạ không thể lấy?" Ất Côn trầm gương mặt: "Thì ra ngươi muốn sanh sự với ta không hơn không kém." Cả hai giao thủ liền. Cho đến đây, Ngư Toàn mới nhận ra Dô Bội Ngọc có cái tật quái dị, mà cái tật đó rất lớn. Y hy vọng cả hai đánh nhau chí chết. Khi cả hai bị thương nặng rồi thì đương nhiên chiếc dương thuộc về y. Y trầm khí chờ đợi. Một lúc sau, y nhận ra kiếm quang của Dô Bội Ngọc mở dần, còn trường phong của Ất Côn thì mạnh lên dần. Chiếc dương đó Ất Côn còn ôm dưới nách, song không thể vì thế mà lão xuất thủ có phần vướng bận.
giao đấu với một người mà kè kè bên mình một chiếc dương. Như vậy đủ biết lão không cần tận dụng công lực. Bởi như lão quyết thắng, thì lão buông chiếc dương xuống, ai cấm lão điều đó. Tuy nhiên, dù đeo chiếc dương, lão vẫn nghênh chiến dũng mãnh như thường. Lão nghĩ dùng nửa phần công lực cũng thủ thắng được, nên không phải gấp đến độ buông dương, vận dụng toàn lực. Và nếu không thắng, thì Du Bội Ngọc phải bại. Rất có thể chàng sẽ chết dưới tay Ất Côn lắm. Y tự nhủ, tại sao chàng lại tìm cái chết như vậy? Càng đấu càng diễn tiến, Ất Côn càng nắm chắc cái cớ thắng trận. Song chính cái lúc hơn kém sắp sửa định phân mình, thì Du Bội Ngọc nói gì đó với Ất Côn, rất nhỏ, ngư toàn không nghe thấy. Thay vì tấn công, Ất Côn vụt tung người lên không, lộn mình đi mấy vòng, đáp xuống ngày ba trượng xa. Lão dương tròn mắt nhìn Du Bội Ngọc, mặt trắng nhợt, thân hình rung rung. Tại sao lại có việc lạ lùng như thế? Ngư toàn tưởng chừng như mình từ cung trời rơi xuống, chẳng hiểu gì cả. Lâu lắm, Ất Côn rung rung giọng hỏi. Thực sự ngươi là ai? Tại sao ngươi lại biết được việc đó? Du Bội Ngọc bình tĩnh nhìn lão, không nói gì hết. Mồ hôi đượm thành hạt to nơi đầu trán của Ất Côn rơi xuống áo lão. Nếu để ý, hẳn nghe rõ tiếng rơi. Lâu lắm, lão lại thở dài lẩm bẩm. 29 năm rồi, còn 17 hôm nữa là đúng 29 năm tròn. Không ngờ việc đó, ngày nay lại có người biết được. Du Bội Ngọc hỏi, các hạ đã quên việc đấy rồi chứ? Ất Côn thở ra mấy lượt. Nếu quên được thì còn nói làm gì? Ta hy vọng quên đi, song rất tiếc, càng cố quên lại càng nhớ. Du Bội Ngọc trầm gương mặt. Tự các hạ không quên nổi, thì người ngoài quên làm sao được? Mà người ngoài là số đông, một các hạ còn không quên nổi, thì số đông làm sao quên nổi? Ất Côn ấp úng. Nhưng việc đó, chẳng một người ngoài nào biết cả. Du Bội Ngọc mỉm cười. Nếu có làm thì phải có người biết, chứ đừng tưởng là chẳng có ai biết. Muốn cho thiên hạ đừng biết thì đừng nên làm gì cả, bằng cớ là tại hạ biết. Ất Côn hỏi, người hay là việc đó có liên quan đến người? Du Bội Ngọc điềm nhiên, dưới gầm trời này, phàm những ai có cái tâm con người đều có liên quan đến việc đó. Ất Côn ngẩng mặt lên nhìn trời xanh, có mấy ngôi sao lấp lánh, lẩm nhẩm. Ta biết món nợ đó trước sau gì cũng phải trả, và ta chỉ sợ là đã đến lúc ta phải trả món nợ ấy rồi. Bỗng lão giậm chân thình thịch, lão gào lên. Vô luận ngươi là ai, ta chỉ muốn ngươi biết là Ất Côn này chẳng phải là một kẻ trốn nợ. Du Bội Ngọc cười lạnh lùng. Tài hạ không phải là người đòi nợ, bất quá tài hạ muốn các hạ hối cải tội lỗi ngày trước thôi. Ất Côn cười mấy tiếng, nghe chua xót vô cùng. Nếu ta không hối cải, thì ngươi vừa mở miệng là ta sát hại ngươi để diệt khẩu rồi. Lão từ từ đặt chiếc dương xuống đất, rồi thở dài, buông từng tiếng. Một phút lầm lỡ, ngàn năm hối tiếc, sợ lại mái đầu tóc đã bạc phơ mái tóc. Bỗng lão đưa cao tay đập xuống đỉnh đầu. Du Bội Ngọc lẩm nhẩm. Một phút lỡ lầm, ngàn năm hối tiếc, sợ lại mái đầu tóc đã bạc phơ. Lúc này lòng chàng man mác, tự hối đến độ tự sát để chuộc lại lỗi lầm, nghĩ cũng đáng thương hơn đáng trách. Nhưng vì đâu Ất Côn chân nhân phải tự sát? Vì hối lỗi ngày xưa hay vì Du Bội Ngọc nhắc lại? Rồi chàng lẩm nhẩm, ta có trách nhiệm gì trong cái chết của lão không? Ngư Toàn sững sờ một lúc lâu hỏi, lão ấy đã làm gì chứ? Du Bội Ngọc vụt hỏi lại, sao các hạ không tự hỏi lấy mình đã làm gì? Ngư Toàn trố mắt, tại hạ sao? Du Bội Ngọc hừ một tiếng, vì mấy pho tượng các hạ để cho một người phải chết, các hạ đã làm một việc sai lầm. Ngư Toàn cao giọng, tại hạ không giết hắn, hắn giết tại hạ bắt buộc phải giết hắn, tại hạ không giết nổi hắn, tại hạ phải chết. Mạnh sống yếu chết, đó là quy luật giang hồ. Đã là khách giang hồ thì không ai còn xem trọng sự sanh tử nữa. Các hạ rồi cũng sẽ có lúc giết người để giữ cái sống. Tại sao lại trách cứ tại hạ? Du Bội Ngọc trầm ngâm một lúc lâu, sau cùng cũng thở dài hỏi. Nói như các hạ là con người đã vào giang hồ rồi hẳn không sợ cái chết, thế sao các hạ lại sợ Phú Bát Thái già? Ngư Toàn thoáng đỏ mặt. Người không sợ chết vẫn sợ quỷ như thường. Du Bội Ngọc trầm giọng. Lão ấy là quỷ sao?
Ngư Toàn thở dài. Theo sự nhận xét của tại hạ, lão ấy còn đáng sợ hơn quỷ. Y dừng lại một chút rồi tiếp. Lão họ Phú, trên giang hồ thiên hạ thầm nói với nhau là vì họ Phú bất nhân. Nhưng trước mặt lão, chẳng ai dám nói đến bốn tiếng đó. Có một lần, vì vô ý kim đao Trần Hồng tại Lạc Dương Phủ buột miệng nói đến, vừa ra khỏi cửa là ói máu ngay. Du Bồi Ngọc bỗng hỏi, lão ấy có người vợ gọi là Phú Bát Nương. Ngư Toàn gật đầu. Đúng vậy, nghe nói bà ấy rất hiền thục, thành tâm tu Phật, không hề nhìn sự sanh sát, bởi chống đối sự giết người của chồng vừa ly ra là chết. Du Bồi Ngọc sáng mắt, lẩm nhẩm nói, tại hạ nghĩ ra rồi, nghĩ ra rồi. Ngư Toàn lấy làm lạ, các hạ nghĩ gì? Du Bồi Ngọc không đáp câu hỏi, chỉ cười nói, con người đó rất thú vị, tại hạ muốn gặp lão. Ngư Toàn kêu lên, thú vị sao? Trời ơi, các hạ cho là lão thú vị. Có gặp lão rồi, các hạ mới thấy mình nuôi một ảo tưởng. Y nhìn chiếc dương, thoáng biến sắc mặt, buông một câu. Cái món lễ vật kia, nếu các hạ muốn... Du Bồi Ngọc lắc đầu. Các hạ cứ mang lễ vật của các hạ, còn tại hạ cứ đi như ý mình muốn. Ngư Toàn trố mắt, nhưng không có lễ vật thì làm sao vào cửa? Du Bồi Ngọc mỉm cười. Tại hạ cần gì có lễ vật? Tại hạ tháp tùng theo các hạ mà. Đường đường là một trưởng môn nhân, chẳng lẽ không có kẻ tùy tùng sao? Nơi ở của Phú Bát Gia có cái tên là Nhã Tự Viên. Phàm những kẻ tham tài háo sắc để muốn tỏ ra mình thuộc hạng thanh cao, phong nhã, từ hành vi đến tiểu sử đều mang sắc thái đó. Nhã Tự Viên là một kiến trúc không khác những kiến trúc của mấy tay đại phú gia, cũng cao rộng, cũng kiên cố, dựng lên với mục đích tồn tại muôn đời. Song người đời lại quên đi khiếp sống chỉ giới hạn trong trăm năm, chết rồi là thành cát bụi, cái kiên cố muôn đời kia trở thành vô ích. Cho nên kiến trúc chẳng có gì đặc biệt, so sánh với nhau mà đặc biệt chăng là những cái ở trong kiến trúc đó so sánh với nhau. Bước qua ngưỡng cửa Nhã Tự Viên rồi là thấy ngay vô số gia đình vận áo xanh đội mão nhỏ. Nhà giàu có nhiều gia đình cũng chẳng phải là một sự lạ. Có lạ chăng là các gia đình đó tuy là nam nhân lại cử động như nữ nhân. Thoạt nhiên có hai người ra đón khách. Hai người đó một lùn một cao, lùn mặt trắng, cao mặt rỗ, có nốt ruồi thay vì đen lại trắng. Đôi mắt liếc xéo Du Bội Ngọc như đưa tình với chàng. Liếc mắt đưa tình với chàng không phải thiếu gì người, song nam nhân với nam nhân đây là lần đầu tiên chàng mới thấy. Du Bội Ngọc chỉ muốn móc đôi mắt của kẻ đó mà quăng đi cho hắn mù mắt. Người có thân hình cao đưa tay xoa má nhìn sang Ngư Toàn hỏi, ngươi là ai? Ngươi đến đây có việc gì? Hắn dùng cái giọng thấp nhỏ phỏng theo cái giọng nữ nhân, lúc nói lại uốn cổ uốn lưng, tỏ vẻ yểu điệu. Nếu hắn không có bộ ria mép, người ta có thể lầm hắn là một nữ nhân. Ngư Toàn đằng hắng một tiếng, tại hạ là Ngư Toàn, từ Nam Hải đến đây chúc thọ Phú Bát Gia. Người cao nở một nụ cười duyên, à thì ra là Ngư đại trưởng môn. Đại trưởng môn có mang lễ vật đến chứ? Ngư Toàn gật đầu, dĩ nhiên là có, xin quản gia thông báo hộ. Người cao lại nhìn qua Du Bội Ngọc hỏi, còn ngươi là ai, đến đây có việc gì? Hắn vẫn dùng cái giọng âm dương, anh nghe giọng đó thấy bực liền, muốn tát cho hắn mấy tát thật mạnh. Nhưng Ngư Toàn vốn nóng tính, vẫn dằn được như thường, mỉm cười đáp, hắn là Ngư Nhi, môn đệ của tài hạ, theo tài hạ đến đây, mong quản gia chiếu cố. Người cao bật cười hăng hắc, à thì ra là Ngư Nhị ca ca, đẹp trai quá, chẳng hay Ngư Nhị ca ca đã có vợ chưa? Người lùn nắm tay Du Bội Ngọc bật cười khanh khách, đại trưởng môn vào chúc thọ đi, để Ngư Nhị ca ca ở đây với bọn này. Bàn tay của hắn ướt át nhơn nhớt lại dính như chất nhựa. Du Bội Ngọc tởm quá, song không rút tay mình về, có chịu vậy xem hắn còn làm gì hơn, chẳng tưởng chừng mình đã chạm phải một cục đầm. Vừa lúc đó, một người từ trong nhà bước ra, cao giọng thốt, Bát Gia thỉnh đại trưởng môn vào, xin mang luôn lễ vật theo. Ngư Toàn hấp tấp nói, có đây, tài hạ xin mang vào gấp. Y bước lên thềm nhà, quay lại gọi, Ngư Nhi, sao chưa mang lễ vật theo ta? Du Bồi Ngọc thở phào, Ngư Toàn đã giải nạn cho chàng. Người lùn chưa chịu buông tay, cười nhẹ, xong việc rồi, ra đây ngay nhé, tôi tên là Tiểu Quái,
nhớ gọi tiểu quái nhé. Dô Bội Ngọc chỉ muốn đạp cho hắn một cái hả giận. Trong đại sảnh có mặt 8-9 người, người nào cũng có khí phái cả. Họ vẫn y phục hoa lệ, chứng tỏ họ là những người có thân phận cao. Nhưng xem ra người nào cũng áy náy, mất cả tự nhiên. Nơi trung gian có một tòa vị trúc thọ. Trước tòa vị có một người ngồi, người đó chính là Phú Bát Thái gia. Bên cạnh lão có một người vợ, cũng gọi là Phú Bát Nương, nhưng người đã chết. Phú Bát gia có ngũ quan như người thường, song chẳng biết tại sao, nhìn vào lão ai ai cũng cảm thấy không thích mắt chút nào. Còn người vợ của lão đại thể giống như hầu hết con nhà giàu, đương nhiên có tô một lượt phấn trên mặt. Nhưng nữ nhân càng già càng tô phấn dày, có tô dày mới che giấu nổi đường nhăn, dịu bớt màu da đen, đen sạm vì thời gian, cao tuổi tác. Bước vào đại sảnh, Ngư Toàn cố lấy cái vẻ trưởng môn nhân xuất hiện trước mọi người, nhưng gặp Phú Bát Thái gia rồi cũng mất tự chủ phần nào. Y nghiêng mình thốt: "Hậu bối là Ngư Toàn, từ Nam Hải đến đây, bái chúc Bát Thái gia vạn thọ vô cường." Phú Bát Thái gia nhếch môi cười, nhưng nụ cười không hiển lộ, lạnh lùng đáp: "Vất vả quá đi thôi, cứ ngồi, ngồi đi." Khi Ngư Toàn mang chiếc giường đến trước mặt lão, thì nụ cười của lão trông tươi rõ một chút. Lão cầm một hình tượng cao hơn một thước lên, sau đó ngắm, sau đó sờ, rồi luôn miệng khen tốt tốt. Sau cùng, lão vỗ tay lên vai Ngư Toàn. Lần này thì lão cười thực sự: "Tốt quá, ngồi đi, ngồi xuống chứ. Tìm vật này mang đến đây tặng cho lão phù, hẳn các hạ phải khó nhọc lắm. Cái chỗ cao quý hơn bàn tiệc hôm nay phải dành cho các hạ, mới xứng đáng cái công của các hạ." Dĩ nhiên, Ngư Toàn phải hãnh diện vô cùng. Y hãnh diện, xong làm 9 người kia bất bình. Trong lễ chúc thọ, Phú Bát Thái gia không quan tâm đến thân phận của người dâng lễ, mà chỉ căn cứ vào lễ vật để định ngôi vị tại bàn tiệc. Như vậy cũng quá đáng thay. Cái quá đáng đó gây bẽ bàng cho những người có thân phận cao, nhưng lễ vật lại kém giá trị. Mà võ lâm thì trọng danh diện, nếu mất danh diện rồi thì có khác nào đã chết rồi, chết còn dễ chịu hơn mất danh diện. Tiếp nhận được tấm thiếp mời của Phú Bát Thái gia là một danh dự rồi, lại được thái gia đặt vào chỗ ngồi cao quý nơi bàn tiệc, danh dự đó càng cao hơn. Do đó ai ai cũng tranh nhau tìm vật có giá trị để hiến dâng. Có người dâng 8 hạt minh châu to bằng mắt rồng đều nhau, từ hình thức đến màu sắc. Có người hiến một cái chén bằng ngọc mang tên là Cửu Long Ngọc Bội. Lúc mây đen răng mắc ngang trời thì từ chiếc chén bốc ra một lớp sương mù. Sương mù đó kết thành mây, dần dần biến thành màu đen như mây ngoài trời. Khi trời quang mây đắng, trong chén cũng tan biến. Nước lá rót vào chén đó, nước cũng biến thành loại rượu ngon. Mang những vật đó đến tặng Phú Bát gia, chủ nhân hẳn phải đau lòng lắm. Song vì oai phong của Phú Bát gia, vì danh dự trong võ lâm, họ phải tặng. Tặng vật rồi, lại chẳng được ăn trên ngồi trước thì còn gì buồn còn ức chăng? Cái ức hơn nữa là những hình tượng của Ngư Toàn chỉ bằng đá, đá sao hơn châu ngọc được. Họ lấy làm lạ, họ bất bình, song có ai dám nói gì ngay lúc đó. Và lúc đó đúng là giờ cơm. Họ từ xa chưa kịp uống chén trà giải khát lại phải dùng cơm. Song trà cũng không thì làm gì có cơm mà dùng. Bởi Phú Bát Thái gia không hề ra lệnh dọn cơm cho họ ăn, mặc dù đã đến giờ cơm. Đã thế, lão mặc cho mọi người ngồi thử ra đó, lão nhắm mắt lại như ngủ. Ai ai cũng nghe đói, đói đến giã cả ruột, nhưng làm gì có người nào dám hỏi. Bởi thái gia đã ngủ thì trừ trời ra còn ai dám làm khinh động đến lão. Cũng may bà vợ của lão ta chừng như còn chút nhân tâm, khẽ gọi một gia nhân đến gần, sau đó nói: "Giờ cơm của lão gia tuy chưa đến, song tân khách từ xa đến đây hẳn phải đã đói. Ngươi vào bếp xem có món gì dọn lên đây cho các vị ấy điểm tâm." Mọi người nghe Phú Bát Nương nói như thế đều thở phào. Và họ có cảm tình ngay với bà ấy. Họ quên mất là trước đó họ xem bà ấy không hợp nhã một chút nào. Một lúc sau, hai người khệ nệ mang hai chiếc mâm lớn ra đại sảnh. Trên mâm chẳng rõ có những món gì, khói bốc lên ngồn ngột. Khi hai gia nhân đến gần, khách nhận ra chỉ là những tô mì. Trời, mang những vật có giá trị liên thành và nguy gia tử mà tìm, bớt ruột bớt gan mà tặng, để đánh đổi mấy sợi mì sao? Chừng như Phú Bát Nương cũng ngượng ngùng vì thức ăn quá hèn, nên gượng cười thấy rõ, ấp úng nói: "Vật tuy hèn, mong các vị đừng hiểm, tạm dùng vậy. Chẳng biết Phú Bát gia ngủ đến lúc nào mới thức dậy mà chờ. Chờ như thế các vị phải đói." Nghe nói Phú Bát gia chưa thức dậy gấp,
nghĩa là bữa ăn phải còn xa, mà ai ai cũng đói quá chừng rồi. Nếu không ăn mì đó, họ có sức chịu nổi mà chờ chủ nhân thức dậy không? Và chủ nhân thức lại rồi, liệu có ra lệnh dọn cơm ngay cho họ hay không? Như thế này, chắc là họ phải ăn rồi. Dô Bồi Ngọc vừa bực vừa tức, vừa buồn cười. Chàng thấy Phú Bát Nương cười chẳng đâm lo, sợ bà ta người nhăn mặt làm cho lớp phấn dày dạn nứt ra, rồi rơi xuống thì gương mặt lỗ chỗ không khỏi khôi hài. Cũng may lớp phấn nơi mặt của bà ta gần như gắn vào đó bằng một chất keo. Giá như cô lấy đao kiếm mà cạo đi cũng chưa chắc cạo nổi. Như vậy bà ta có cười to cũng chẳng sao. Trong khi đó, Quần Hùng ăn ngấu nghiến. Họ nhai nhanh nhách, họ nuốt ực, họ ăn ngon, như bình thời ăn cá ăn thịt tại nhà. Họ ăn nhanh. Trong thoáng mắt, các lô đĩa sạch nhẵn như chùi. Rồi họ uống nước lá, uống ừng ực như ăn, cũng như thường. Có mấy người đa nghi, họ nghĩ rằng Phú Bát Gia cố làm như vậy, cho dạ dày của họ đầy ứ, rồi lúc dọn ra các thức ăn ngon, họ không còn ăn được nữa, đỡ tốn thêm cho lão ta. Những người đó, họ chỉ ăn qua loa vài miếng rồi thôi, và họ nhất định chờ bữa ăn chính thức. Đúng như họ suy đoán, sau cùng không lâu, Phú Bát Gia đột nhiên thức dậy, gọi gấp. Dọn cơm lên, dọn rượu lên chứ, khách đã đói lắm rồi kìa, các ngươi còn chờ gì nữa? Bữa ăn được dọn ngay, và những người đoán trúng ý chủ nhân khoái trá cười thầm. Những thức ăn quả thật trông đẹp mắt vô cùng, chỉ nhìn thôi cũng thấy chảy nước dãi rồi. Ai đã ăn no bắt đầu hối hận. Và e ai cũng chờ chủ nhân cất tiếng mời, là họ cưa đũa cơ của tấn công vào các đĩa liền. Dù đã ăn no cũng phải ăn gỡ lại, đừng nói là những người ăn qua loa. Phú Bát Thái Gia cầm bình rượu lên, đưa vào mũi người một chút, kêu to. Sắc là thanh đao treo nơi đầu, rượu là loại thuốc làm đứt ruột. Người xưa từng răn dạy đừng tham sắc, đừng tham rượu. Tham sắc mất nước, tham rượu hại thân. Các vị từ xa mang lễ vật đến tặng lão phu, lão phu phải xem các vị như bằng hiếu chí thân, do đó không thể gây tai hại cho các vị, bởi nếu đãi rượu là gây hại cho các vị. Lão vẫy tay gọi gia nhân. Thay vì rót rượu vào chén cho các vị quý khách, bọn ngươi hãy rót nước đường vào đấy. Đường cũng đừng để quá ngọt nhé, bởi chất ngọt làm hư răng. Quần Hùng tưởng được một bữa bằng thích, bây giờ lại được chủ nhân cho uống nước đường. Thật là giờ khóc giờ cười. Và tự nhiên họ phải tức uất. Họ phải uống nước đường. Trong khi đó, Phú Bát Thái Gia tự rót cho lão một chén rượu, rồi lẩm nhẩm. Lão phu già rồi, dù có bị rượu hại cho chết cũng chẳng sao. Con người sống đến từng tuổi này, kể ra cũng đã hưởng quá nhiều ngày trời rồi. Những người thích rượu, có rượu mà không được uống lại bắt buộc phải uống nước ngọt thay rượu đã là một cái khổ rồi. Còn khổ hơn nữa là, trong khi bắt buộc uống nước ngọt lại có người ngồi trước mặt uống rượu, uống ngon lành, vừa uống vừa khề khà như chọc tức, như thử thách. Phú Bát Gia vừa uống vừa nói, uống ngọt là diễm phúc, uống cay uống đắng là cái tội là khổ. Các vị có diễm phúc còn chờ gì mà không hưởng phúc, trong khi lão phu phải đền tội. Nào, xin mời các vị cầm đũa, gắp thức ăn, nhấm nháp với nước ngọt. Hạng thông minh mất rượu, định vớt vắt lại trong tiết mục ăn nên cầm đũa liền. Nhưng Phú Bát Gia cao giọng hỏi, cái món này kẻ nào nấu đó? Thế muốn hại người hay sao mà nấu như vậy được? Hạng thông minh nhanh hơn vội buông đũa nhìn chủ nhân. Có người kinh dị hỏi, tại sao? Phú Bát Gia nghiêm sắc mặt, các vị lẽ nào không biết? Món ăn có nhiều dầu mỡ làm tổn hại sức khỏe bởi nặng tiêu hóa. Sao cho bằng những thứ rau cỏ, đậu hũ, rất bổ dưỡng lấy giúp cơ thể nhẹ nhàng. Phàm con nhà võ, điều cơ kỵ nhất là kém sức khỏe. Ăn dầu ăn mỡ thì cơ thể nặng nề, hành động chậm chạp. Lúc giao đấu không thể linh hoạt như ý muốn. Dừng lại một chút, lão tiếp. Các vị từ xa đến, các vị là quý khách của lão phù. Nếu để các vị thiệt hại thì suốt đời lão phu mang hận. Thôi thì các vị nên uống nước ngọt, ăn đậu hũ rau cỏ, bảo vệ sức khỏe. Còn những món có dầu mỡ thì để cho lão phu ăn cho. Lão lại đứng rồi lại thở dài tiếp. Lão phu già rồi, sống hay chết, mạng không đáng kể nữa. Dù có uống rượu ăn thịt, bị thiệt hại cũng chẳng sao. Các vị thì khác, tương lai còn dài, đương nhiên phải bảo trọng. Mọi người sững sờ. Họ càng sững sờ hơn nữa khi thấy lão dồn hết mấy đĩa thịt thơm ngon về gần lão, đẩy những đĩa rau đậu hũ cho khách. Bỗng có người thốt, uống cay uống đắng là một cách chuộc tội đền tội.
ăn thịt là tự làm hại lấy mình. Đã là bằng hữu là phải gánh chịu cái tội cái hại với nhau thì mới hợp đạo lý. Tài hạ nữ nào để bát ca lãnh cái khổ một mình. Vậy xin chia phần rượu đó, phần thịt đó với bát ca để tỏ cái ý, hoạn loạn đồng chịu với nhau. Câu nói đó, mọi người đều muốn nói, song không ai dám nói. Không nói được, họ tức uất. Bây giờ có người nói được, họ khoan khoái vô cùng, nhưng họ lại sợ cho người vừa nói. Bởi đương nhiên, Phú Bát Gia phải giận, mà lão giận là người đó phải mất mạng. Đúng vậy, Phú Bát Gia biến sắc mặt. Lão buông đũa xuống bàn, đũa vang thành tiếng, rồi lão cười lạnh thốt. Lão Phu không có bằng hữu, những bằng hữu của Lão Phu đều chết hết rồi. Đoạn lão hỏi, ngươi là ai? Người đó mỉm cười. Ngày mừng thọ của Bát Ca, tiểu đệ đến chúc lành. Bát Ca chưa chào nhau, sao vội nguyền rủa cho tiểu đệ chết? Người đó thốt câu thứ nhất nghe rất gần, song chẳng ai nhìn thấy. Câu thứ hai vang lên, mọi người nghe như từ xa vọng lại. Nhưng khi tiếng cười vừa rất âm vang, người đó xuất hiện tại cục trường. Người đó rất cao rất ốm, vằn chiếc áo không xanh không xám, mường tượng xanh, mường tượng xám. Quanh hông có một đường dây màu vàng. Một thanh kiếm đeo lủng lẳng nơi đường dây đó, kiếm thuộc loại rất kỳ mà cũng rất cổ. Người đó đội chiếc nón trúc, nón có hình thức một cái chậu, chụp xuống đầu che kín mặt. Không ai thấy mặt y, song y thấy mọi người. Bát Gia phu nhân cũng thế. Nhờ có lượt phấn bên ngoài che khuất nên không ai biết được bà ta có biến sắc không. Gương mặt bà ta trông như thường. Người vằn chiếc áo màu bạc đeo kiếm cổ khanh khạng bước vào, vừa cười vừa nói, người từ xa đến, Bát Ca cũng chẳng đoái hoài, bàn cho một chỗ ngồi sao? Phú Bát Gia trầm gương mặt dày như da trâu, sau đó nói luôn mấy lượt, ngồi đi. Chừng như lão thốt độ 10 lượt, có lẽ lão còn thốt nữa nếu khách không chặn lại. Tiểu đệ minh bạch rồi. Cái quy củ của Bát Ca như thế này, có lễ vật mới được ngồi. Vật quý trọng thì được ngồi trên, người không lễ vật thì đừng hòng có chỗ ngồi, mà cây mông cũng có hy vọng nát bét đó. Khách đưa tay mò mò trong mình, lại tiếp. Tiểu đệ lại quên mất rồi, quên mang lễ vật đến. Giờ làm sao đây? Làm sao đây? Phải rồi. Lễ không cần là quý trọng mới có giá trị, mà chỉ cần có tấm lòng người đến lễ. Khách lấy ra một mảnh giấy vừa nhăn vừa thô đưa trước mặt Phú Bát Gia hỏi, chẳng hay dùng món này thay cho lễ vật, có đủ lễ không hả Bát Ca? Không ai biết mảnh giấy đó dùng về việc gì. Ngư Toàn biến sắc mặt, đinh ninh là người đó phải chết với Bát Phú Gia. Hiến San Hô còn bị giết ngay, huống hồ là một mảnh giấy nhầu. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Phú Bát Gia gật đầu nhanh, đổ. Lão thốt độ 10 lượt và còn thốt nữa nếu khách không chặn lại. Bát Ca đã cho là đổ thì cũng nên cho tiểu đệ ngồi luôn, ngồi để chia sót cái tội với Bát Ca. Khách vươn tay chụp một người. Người đó có ngoại hiệu là Bán Triệt Sơn. Với cái hiệu đó y phải có một thân hình khổng lồ. Thế mà khách đã giơ bổng lên dễ dàng như chim ưng chụp gà chụp thỏ. Rồi chẳng rõ khách vung tay thế nào, Bát Triệt Sơn bị tung ra ngoài cửa. Người đó bị tung, chỗ ngồi trống, khách ngồi xuống liền. Ngồi xong, khách với tay kéo lô thịt về gần. Tô thịt đang ở trước mặt Phú Bát Gia. Khách không dùng đũa, nâng tô thịt lên miệng, húp mạnh, húp nhanh. Hết tô thịt, khách đặt tô không xuống, lại cầm bình rượu, nghiêng miệng bình chút rượu vào miệng, nốc ừng ực, không cần rót ra chén. Ăn xong uống xong, khách điểm nhiên thốt, tiểu đệ xin chia sót cái tội với Bát Ca rồi đó. Nếu còn tội lỗi gì nữa, xin chia sớt luôn cho trọn tình nhau. Tội ăn là béo, uống là nồng. Còn tội nữa là còn món ăn béo, món uống nồng. Chủ nhân cứ mang ra, khách sẵn sàng ăn để chia tội với chủ nhân. Không rõ nghĩ sao, Phú Bát Gia vỗ tay xuống bàn hỏi, các ngươi thế mà cũng xưng là hào kiệt giang hồ. Gặp Điền đại gia, chẳng một ai nhận ra, cứ ngồi ỉ, chẳng ai chịu đứng lên làm lễ. Hét để đỡ phải mang thêm rượu thịt, hét để khỏa lấp sự đòi hỏi của khách. Vì lão keo kiệt, mà sự đòi hỏi của khách chắc chắn lão không dám khước từ rồi. Ngư Toàn cứ nhìn thanh kiếm cổ từ lúc khách vào, bỗng nhiên đứng lên, cung cung kính kính vòng tay hỏi, tôn giá họ Điền, chẳng hay tôn giá có liên quan gì đến thần long kiếm khách Điền đại gia, mà giang hồ xưng là nhất kiếm chấn thiên sơn. Khách không đáp, ông dung lật chiếc nón trúc xuống,
gương mặt của lão hiện ra rõ rệt, một gương mặt xanh xao như không còn một hạt máu. Gương mặt đó ngày xưa hẳn cũng thanh tú, song bây giờ hẳn nhiều vết sẹo, ngang có, dọc có, sâu cao ngắn dài đều có. Những vết sẹo biết gương mặt giống như mặt quỷ, trông phải khiếp hãi liền. Ngư Toàn rời nhanh chỗ ngồi, lùi lại ba bước như hổ dữ bất thình lình nói. Đoàn Y nghiêng mình sát đất, cung kính thốt. Thì ra lão tiền bối. Khách mỉm cười. Nào dám nhận sự kính trọng quá độ đó. Tại hạ là Điền Long Tử đây. Khách cười, những vết sẹo trên gương mặt rung động, mường tượng hàng trăm con thạch sùng lao sao, khách lại càng vẻ thần bí. Không ai dám nhìn thẳng vào mặt khách nữa. Du Bồi Ngọc cũng nghe tiếng khách. Khách là một trong 10 nhân vật từng được giang hồ gọi là thập đại cao thủ võ lâm có hành tung ngụy bí. Chàng chưa biết lão, song chàng đã có vài lần so tài với môn đệ của lão là Điển Tý Vân. Suy công lực của môn đệ cũng biết được võ công của sư tôn. Điển Long Tử nhìn thoáng qua chàng, đoạn hỏi Ngư Toàn. Vị bằng hữu thiếu niên kia họ tên là gì? Ngư Toàn đáp. Hắn là Ngư Nhi, kẻ thân tín của vãn bối. Điển Long gật gù. Khá lắm. Hắn có nghi biểu nghi phàm đó. Không ngờ trong Phi Ngư Môn lại có một người như vậy. Các hạ còn lo gì chẳng có kẻ tiếp nối thành danh. Lão chuyển ánh mắt từ Du Bội Ngọc sang Ngư Toàn, đột nhiên hỏi. Nghe nói võ lâm bát mỹ đã về tay các hạ, điều đó thật hay không? Ngư Toàn cúi đầu, ánh mắt hướng sang Phú Bát Gia rồi lẩm bẩm. Điều đó. Điển Long Tử vỗ tay cười lớn. Lão Phú biết rồi. Bát ca cho các hạ ngồi lên trên. Hiển nhiên là các hạ đã mang võ lâm bát mỹ hiến cho bát ca để chúc thọ đây mà. Mọi người hết sức kỳ quái. Họ chẳng hiểu nổi những hình tượng bằng đá đó có gì quý mà Điển Long Tử xem trọng, Phú Bát Gia xem trọng như vậy. Nhưng dù sao thì những hình tượng đó phải quý. Có quý nên người ta mới gọi là võ lâm bát mỹ. Điển Long Tử tiếp. Bát ca ơi, tiểu đệ uống hao tổn của bát ca, hẳn bát ca sốt ruột lắm. Xong đã chót xin, tiểu đệ mong bát ca cho nhìn thoáng qua món báu đó. Giả như bát ca có sốt ruột rồi, thì sót thêm một chút nữa cũng chẳng sao. Phú Bát Gia chầm gương mặt không đáp. Điển Long Tử cũng chầm gương mặt tiếp. Tiểu đệ chỉ nhìn qua thôi mà. Tiểu đệ không làm sứt mẻ một mảnh nhỏ da thịt nào của 8 vị tuyệt sắc đó đâu. Gương mặt Phú Bát Gia biến nhanh, thoạt xanh thoạt trắng. Cuối cùng lão vỗ tay xuống bàn kêu bốp một tiếng rồi cao giọng tiếp. Điền Long Tử, đừng tưởng ta sợ ngươi mà lầm. Bách bộ thần quyền, vị tất kém tiến bộ liên hoàn, dù long thập bát thức sao? Điền Long Tử điềm nhiên. Nhưng cũng vị tất thắng nổi, phải không bát ca? Phú Bát Gia trầm giọng. Điền Long Tử gật đầu. Cho nên tiểu đệ nghĩ rằng chúng ta không đánh nhau là phải. Đánh mà không nắng được cái cơ tất thắng thì đánh làm gì chứ? Tiểu đệ xin hứa, bát ca cho xem thôi. Tiểu đệ lấy mắt mà nhìn, quyết chẳng mó tay vào. Phú Bát Gia nghiến răng. Bát Gia phu nhân mỉm cười. Điền đại ca xưa nay nói sao thì làm như vậy, chắc không thất tín đâu. Mình nên để cho Điền đại ca nhìn qua một món ấy đi. Hà huống bao nhiêu người ngồi tại đây cũng muốn xem. Mọi người đều biết là phu nhân ra điều kiện. Trước hết bà ngầm buộc chữ tín vào việc, sau đó bà phân bua với hào kiệt giang hồ. Chẳng lẽ trước mặt đông người, Điển Long Tử không thủ tín để mất thanh danh sao? Phú Bát Gia trầm gương mặt, suy tư một lúc, đoạn vẫy tay. Thôi được rồi, hãy gọi chúng mang chiếc bồn thủy tinh ra đây cho ta, nhớ lấy cho đầy nước trong nhé. Xem võ lâm bát mỹ sao lại cần có nước trong? Bồn thủy tinh tự nhiên phải trong, bồn hình bầu dục dài độ 2 thước. Dưới ánh đèn thủy tinh lại chứa nước chớp lên muôn màu. Tại khách sảnh, những người hiện diện đều sành xem vật báu. Thoáng nhìn qua chiếc bồn biết ngay là một vật rất cổ, rất quý. Song chẳng ai biết bát phú gia dùng nó vào việc gì khi cho xem võ lâm bát mỹ. Phú Bát Gia đặt chiếc bồn thủy tinh lên mặt bàn, từ từ thốt. Trong 30 năm qua, trên giang hồ có lắm tay tài ba xuất hiện, có lắm người thanh danh. Nhưng kể về phái nữ thì ai ai cũng phải công nhận chỉ có 8 người xứng đáng với cái danh tuyệt sắc giai nhân. Tuổi tác của họ không đều nhau, song người nào cũng có hấp lực làm điên đảo của chúng sanh. Có thể nói là không thừa sót một ai. Lão chỉ chiếc dương sắt tiếp. Ngư đào chủ mang đến đây chính là hình tượng của 8 vị tuyệt đại giai nhân đó. Mọi người lộ vẻ thất vọng,
Người dù đẹp, đẹp đến đâu cũng thế. Khi còn sống, khi còn là da thịt thì mới hấp dẫn. Chứ một hình tượng bằng đá thì có làm cho điên đảo người xem. Mà chủ nhân hỏng khoa trương một cách trịnh trọng. Phú bắt ra tiếp. Những hình tượng đá đó rất khác biệt với tất cả những hình tượng đá trên đời. Bởi bao nhiêu tượng đá trên đời đều là tượng chết. Chỉ riêng 8 tượng này lại là tượng sống. Tượng bằng đá sao lại gọi là tượng sống được? Phú bát gia lấy một chiếc tượng đặt lên bàn hỏi. Các vị có biết vị nữ nhân này là ai không? Tượng chạm khắc rất khéo, trông như sống. Tượng lại rất đẹp, tượng đẹp hơn bất cứ một mỹ nhân nào đương thời. Chỉ phải cái là bằng đá, dù có thần cũng chỉ bằng đá. Điển Long Tử mỉm cười hỏi lại. Có phải là Hồng Mẫu Đơn mà ngày trước thiên hạ thường gọi là Thái Thượng Kỳ Hoa không? Phú bát lạnh lùng. Đúng, thì ra các hạ có kiến thức rất rộng. Điển Long Tử cười nhẹ. Đồng Mẫu Đơn là đệ nhất cao thủ trong phái Mật Tông, rất được Hồng Vân Đạt Ma yêu quý. Bà ta có nhan sắc tuyệt trần, người đương thời không ai không mơ mộng được gần bà ta, dù chỉ gần trong giây phút, rồi sau đó có chết cũng cam. Rất tiếc là Hồng Vân Đạt Ma quá ghen, giữ dịt chẳng cho một ai nhìn trộm, chứ đừng để nói là cho một ai đến gần. Phú Bát Gia lộ vẻ đắc ý. Nhưng giờ đây chúng ta cũng nhìn được, mà lại nhìn kỹ, nhìn bằng thích. Lão vừa thốt, vừa đặt hình tượng vào bồn thủy tinh. Tượng bằng đá vào trong bồn nước rồi trở thành sống ngay. Lạ lùng làm sao, y phục trên tượng lại rã rời, rã từ từ, rơi từ từ. Sau cùng, chỉ còn là một thân hình lõa lồ. Và có thân hình lõa lồ của thiếu nữ nào lại chẳng hấp dẫn. Huống gì, thân hình lõa lồ của một nữ nhân vật mà tất cả những dương công đều không chê được. Kẻ thù khó tánh nhất cũng không thể chê được. Phú Bát Gia cao hứng phi thường, vỗ tay cười lớn. Hồng Vân xem bà ta như một trái cấm. Vô luận kẻ nào vô phúc vô tình nhìn bà ta, kẻ đó phải chết tức khắc. Nhưng chúng ta nhìn bằng thích, nhìn bao lâu cũng chẳng sao. Nếu muốn, chúng ta cũng có thể đi xa hơn nhìn lại. Mọi người sửng sốt, không tưởng nổi là trên đời có chuyện lạ lùng như vậy. Họ là nam nhân, họ tránh sao khỏi sao xuyến con tim trước một thân hình lõa lồ. Và thân hình đó lại là của một tuyệt đại giai nhân. Đành rằng trước mặt họ là một cái bánh vẽ. Bánh có thơm, có hấp dẫn, song bánh lại không ăn được, nhưng ai ai cũng bắt thèm. Có người háo đói, thèm đến giỏ dãi. Điển Long Tử mỉm cười thốt. Một người múa may sao bằng hai người cùng hòa điệu. Bát ca hãy chọn một bạn vũ cho bà ấy đi. Phú Bát Gia gật đầu. Phải đấy, chú ý đó được lắm. Lão nhìn vào chiếc gương nhỏ tiếp. Hồng Mẫu Đơn kể ra cũng cao tuổi rồi, song lão phu cũng có thể chọn một người còn trẻ để cùng múa với bà ta. Lão lấy ra một hình tượng khác, vừa đặt vào bồn nước, vừa cười nói. Các vị có biết Giang Nam đệ nhất mỹ nhân là ai không? Đây, con người đó sắp hiện ra trước mặt các vị. Dù Bồi Ngọc biến sắc, tượng đá đó chính là hình Lâm Đại Vũ. Chiếc tượng vào trong nước rồi múa lên những vũ điệu mê ly. Chừng như nàng nhèn miệng cười, chừng như nàng đào ánh mắt Thu Ba. Lạ lùng làm sao, ánh mắt Thu Ba của nàng lại hướng về Du Bội Ngọc. Du Bội Ngọc còn chịu làm sao nổi nữa. Chàng đứng lên rồi chàng bước nhanh tới, chàng co chân đá bay chiếc bàn. Quần hùng vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Tuy nhiên họ lo chạy đi nơi khác hơn là phát tác. Họ cho rằng tiểu tử đó hẳn phát điên rồi. Hắn làm như vậy là hắn tìm cái chết. Và thế nào Phú Bát Gia cũng trừng trị hắn, cho nên họ tạt ra xa sợ liên lụy. Phú Bát Gia cũng kinh hãi phi thường. Lão không ngờ một tiểu tử vô danh dám bông lung giá tánh ngay trước mặt lão. Chỉ có Điền Tử Long nhếch mép cười, chừng như cười nhưng nụ cười không thanh bình. Ngư Toàn thì biến sắc mặt như màu đất. Mọi người đều nhìn Phú Bát Gia chờ đợi một phát tác. Riêng Điển Long Tử lại nhìn Du Bội Ngọc, tựa hồ phát hiện ra lai lịch của chàng. Phú Bát Gia sững sờ một lúc, chẳng rõ lão nghĩ sao lại không tỏ niềm phẫn nộ. Trái lại, lão mỉm cười rồi gật đầu nói. Tốt, tốt, ngươi cũng muốn sống, lão phu sẽ thành toàn ý nguyện cho ngươi. Lão xô chiếc bàn đang ngã qua một bên, phải những giọt nước văng trúng mình lão rồi từ từ bước tới. Còn ai không biết, lão thành danh trên giang hồ với môn công Bách Bộ Thần Quyền. Dĩ nhiên, nếu lão xuất thủ, cái công lực phát ra phải mãnh liệt phi thường, núi cũng phải tan, nói gì cơ thể của con người. Dù Bội Ngọc phải chết, Ngư Toàn cũng có nghĩa khí lắm, muốn bước tới chặn Phú Bát Gia.
nhưng làm sao y dám đương chặn Phú Bát ra. Y do dự bước tới rồi lùi lại. Y chưa dứt khoát, Điển Long Tử nắm chéo áo y giữ lại. Người nào cũng biến đổi thần sắc, chỉ có Du Bội Ngọc là bình thản như thường. Nói là bình thản, bất quá là nói về sự sợ hãi, chứ chàng còn giận. Một người đang giận thì bình thản sao được? Chàng không hề biết sợ, chàng còn nư giận. Có điều nư giận đó được lắng xuống phần lớn rồi. Phú Bát Gia từ từ đi tới, chàng không lùi, không tránh, không biến đổi sắc mặt, bĩu môi nói: "Các hạ không phải là đối thủ của tại hạ đâu, hãy gọi quý phu nhân đến đây." Mọi người lại một phen kỳ quái. Phú Bát Gia mà không phải đối thủ của chàng, trước mặt họ chàng chỉ là một tên tiểu tốt vô danh, chàng vào đâu mà dám nói như thế. Phú Bát Gia biến sắc mặt, mường tượng bị người dẫm chân lên thân, lão kêu lên thất thanh: "Ngươi có ý tứ gì?" Du Bội Ngọc lạnh lùng: "Cái ý tứ của tài hạ chẳng lẽ các hạ chưa hiểu sao? Các hạ muốn tài hạ phải nói oang oang sao?" Phú Bát Gia sững sờ, lão là người như tượng gỗ, chẳng biết phải nói sao. Thực sự lão có biết được ý tứ của Du Bội Ngọc chưa? Phú Bát Gia phu nhân nhờ có lợt phấn che mặt, sắc mặt lúc đó có biến sắc hay không chẳng ai rõ được. Nhưng lạ lùng thay, lượt phấn trên mặt bỗng nhiên rớt bùng bùng thành từng mảnh như vôi tường bị chân động. Du Bội Ngọc điểm một nụ cười hỏi: "Thực ra hai vị đâu thích những hình tượng nữ nhân như thế này. Bất quá có người mang đến đây, hai vị bắt buộc phải nhận đấy thôi, có đúng thế không?" Chàng cúi xuống nhặt chiếc tượng cầm tay. Phú Bát phu nhân xám mặt lùi lại từng bước phiền não hỏi lại: "Người, sao người biết?" Du Bội Ngọc chưa kịp đáp, Phú Bát phu nhân đột nhiên bước tới ba bước, vung tay đánh ra một trường. Bàn tay bà đưa ra chưa được nửa tầm, kình phong đã vụt tới nhắm vào ngực của Du Bội Ngọc dồn mạnh. Không ngờ con người mảnh khảnh dịu dàng đó lại xuất thủ mãnh liệt như vậy. Du Bội Ngọc chỉ hạ thấp người, lòn qua một bên, tránh thế đánh của đối phương dễ dàng. Nhưng đã xuất thủ trước, đối phương chỉ tránh chứ không phản công. Phu nhân chiếm tiên cơ rõ ràng, bà không bỏ mất tiên cơ đó liền tới công luôn. Du Bội Ngọc như chẳng còn thời gian thở nữa, lùi mái cố tự vệ an toàn. Trong khi đó một ánh kiếm chớp lên, kiếm căng xẹt tới như cái móng bạc. Phu nhân kêu lên một tiếng kinh hãi, tung bỏng người lên không, lộn mình về sau cách hơn hai trượng. Bà phát hiện ra ngực áo lộ một đường dài bày rõ bộ ngực. Ngực của một nữ nhân phải trắng phải mịn, song ngực của bà ta lại xồm xoàm những lông đen. Điển Long Tử trong mũi kiếm trước ngực lão ngẩng mặt lên không, bật cười ha hả: "Ta đoán không sai, Phú Bát Gia phu nhân chỉ là một nam nhân." Quân Hùng sửng sốt. Phú Bát Gia thu mình, cố thu càng nhỏ càng hay. Phu nhân kéo áo che ngực, hoang mang thất thố trông đến buồn cười, mà cũng đáng thương đáng hại quá chừng. Thực ra cả hai cũng có võ công cao, mà nội lực vẫn còn nguyên vẹn. Họ có thể liên thủ chí mạng với Điển Long Tử, song họ đã làm một việc không tốt đẹp gì. Việc đó lại bị khám phá trước mặt mọi người, tâm tư của họ không tránh khỏi rối loạn. Do đó, mọi phản ứng thích hợp không thành hình nổi. Cái bí mật họ giấu giếm hơn 30 năm qua chỉ có một người biết được, người đó lại chết rồi, họ còn sợ ai trên giang hồ nữa. Ngờ đâu, hôm nay lại bị khám phá, mà kẻ khám phá lại là một tên tiểu vô danh đối với họ. Họ hoang mang, họ không có một chú ý rõ rệt đối phó với tình thế hiện tại. Họ sợ người ta, thì đương nhiên người ta đâu có sợ họ. Bởi nếu sợ, thì người ta đâu dám khám phá bí mật của họ. Người ta không còn sợ họ nữa. Thậm chí có người trước đó không dám thở mạnh, bây giờ lại bật cười, mà lại cười không cần dè dặt. Điển Long Tử bật cười ha hả: "Thảo nào mà các ngươi chẳng nuôi dưỡng tại đây toàn là bọn ái nam ái nữ. Các ngươi là một đôi yêu quái. Nam nhân lại cưới nam nhân làm vợ. Bình sinh ta chưa hề thấy những việc quái đản như vậy." Bỗng có người cất tiếng: "Lão thích lấy nam nhân làm vợ, đó là việc riêng của lão. Lão muốn lấy khỉ làm vợ, cũng ai cấm được lão. Tại sao các hạ chi bai cái hứng của lão ta?" Câu nói vừa dứt, một người bước tới, dáng đi huyên hoàng. Âm thanh của người đó nghe rất rõ, chừng như phải cố gắng lắm mới nói thành câu, tỏ ra không có một điểm khí lực nào. Y mường tượng suốt mấy hôm liền không ăn, mà có lẽ cũng không uống. Song con người đó vẫn không mất oai phong. Rất tiếc gương mặt thì bổng quá, da mặt chảy xệ xuống, xệ như long thòng. Y phục của y bằng một chất liệu có giá trị lắm, nhưng quá rộng, rộng có thể chồm lên ba người cũng còn lỏng lẻo.
Một con người vặn bộ y phục đó để gây nên cảm nghĩ cho kẻ khác là vật trộm hoặc mặc mượn của ai đó. Dám khiêu khích Thần Long kiếm khách, thiết tưởng trên giang hồ chẳng có mấy người. Nhưng người vừa khiêu khích xem ra cũng chẳng có gì phi thường, do đó quần hùng lo thay cho y. Điển Long Tử vừa phẫn nộ vừa buồn cười, cái ý định phát tác không còn sôi động nữa. Lão cười hì hì thốt: "Có lẽ các hạ cũng thích lấy nam nhân làm vợ nên định binh vực cho Phú Bát ra." "Phải lắm, bởi cô nữ nhân nào dám lấy các hạ chứ?" Mọi người đều cười. Quái nhân không biểu lộ một cảm nghĩ nào trên gương mặt bồng của y. Nghĩ ra, dù cho y có muốn lộ vẻ gì, vẻ đó cũng khó hiện lộ. Bởi xương và thịt nơi mặt cách xa làn da bằng một cái hố sâu, cái hố phụng phịu của con người thừa da thiếu thịt. Y bật cười ha hả 3 tiếng rồi sau đó đáp: "Dù tài hạ có lấy nam nhân làm vợ, điều đó không quan hệ gì đến các hạ. Các hạ khỏi cần phải lưu ý đến." Y cười, nhưng làn da mặt không rung rinh nổi, bởi nụ cười không dương phòng nổi một lượt da quá thừa thái. Thành ra tiếng cười lạc lõng quá, mường tượng từ cõi âm u nào vọng về. Con người đó có vẻ hoạt kê quá chừng, nhưng nhìn kỹ mọi người bắt đầu thấy sợ. Điển Long Tử đằng hắng mấy tiếng, sau đó nói: "Nếu nam nhân lấy nam nhân làm vợ, thì các nữ nhân sẽ đi về đâu? Ta phải quan tâm chứ, sự kiện đó đáng được quan tâm lắm." Quái nhân điềm nhiên: "Các hạ quan tâm thật à?" Điển Long Tử gật đầu: "Đúng, nhất định là ta phải quan tâm."